Alo, xin chào các bạn nhé. Hôm nay các bạn sẽ trở lại kênh tiếp theo của Thành Vũ. Tại nhà anh Đức Thiết và chị Mã Thị Kim Minh. Chương trình ca nhạc hát cho nhau nghe. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Và đầu tiên một ca khúc được mang tên Về Xứ Nghệ Cùng Anh do ca sĩ Thành Vũ trình bày. Xin tất cả mọi người lắng nghe. Và đây là đang ở nhà Đức Thiên nhá. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nếu bởi nơi anh thăm đường tình quê. Anh có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tôi thơ anh lắm lùng, cầu dân ca bắt nguồn từ năm rừng. Khi ai xa hương vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa an tình câu vì rằng ơi về đi em, về với quê anh, đường biệt non xanh đường quanh quay xinh đẹp. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mất dù xứ Nghệ nó hát kẻ dấu xa, thương nàng hai phút nhưng ấm bao tình yêu, rằng gương cái mũi mặn tiếng nói nhỏ giống ai, dư đã nói yêu em nơi yêu thương khôn mãi. Rất là hồi hộp ạ. Hôm nay ở nhà anh Đức Thiết là bây giờ tâm trạng nó hồi hộp quá rồi. Xin mọi người thông cảm nhé. Anh không, em thương theo anh về xứ
chứ nghề cùng anh. Em thương theo em về xứ nghề với anh không? Em thương theo anh về xứ nghề cùng anh. Mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công rất là nhiều trong cuộc sống. Xin cảm ơn ạ. Xin mọi người cùng thưởng thức một giọng ca rất mượt mà qua ca sĩ Quang Chiến hát bài về Thanh Hóa được tên về xứ Thanh ạ. Xin mọi người cùng lắng nghe. Vâng, xin mọi người cùng lắng nghe ạ. Và không quên xin chào vỗ tay để cổ vũ cho anh Quang Chiến. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn. Đang quay mà sao? Đang quay gì vậy? Sao mất cái ấy rồi? Đúng rồi. Đúng mặt ở đâu? Mất. Đi đâu mà đi? Đi đâu mà đi? We
Nỗi nhớ đồng sống trong
Thành Chim kết thúc video tại đây nhé. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh Thành Vũ nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.